Ngày 1 tháng 9 năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã ra thông báo 480 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Nội dung đáng chú ý nhất của thông báo này chính là việc Ban Thường vụ Thành ủy biểu quyết 100% thống nhất chủ trương đối với phương án phòng chống dịch sau đợt giãn cách thứ 3 của thành phố theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng. Trong đó thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý, dân cư, sinh hoạt, sản xuất, theo hướng các vùng nội đô, vùng phía Bắc sông Hồng và vùng phía Tây, phía Nam thành phố. Trên cơ sở phân vùng, đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao vùng đỏ để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng, truy vết, xử lý, dập dịch triệt để. Tại các khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn vùng xanh, điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15 cộng của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ bảo đảm khoa học, kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Ngoài ra, cần tiếp tục xét nghiệm diện rộng theo kế hoạch trên toàn thành phố, nâng cao năng lực xét nghiệm, ưu tiên xét nghiệm cho các khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly nhóm đỏ, tần suất 2 đến 3 ngày một lần. Tại các khu vực có nguy cơ cao nhóm da cam, tần suất 5 đến 7 ngày một lần. Song song với việc ưu tiên xét nghiệm theo hộ gia đình tại các nhóm xanh cũng cần thực hiện nhanh chóng, kịp thời để bảo vệ và dần mở rộng nhóm xanh. Chủ động kích hoạt các khu cách ly tập trung, bảo đảm khả năng cách ly trên 100.000 chỗ cho các đối tượng F1 và kiểm tra, ra soát sẵn sàng tăng công suất cách ly để đáp ứng yêu cầu thực tế đối với các khu vực phong tỏa chật hẹp, đông dân cư. Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố chỉ đạo các địa phương ra soát, xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo an toàn, lắp camera, siết chặt kiểm soát, tăng cường xét nghiệm. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức đưa các đối tượng có nguy cơ cao đi cách ly tập trung để giãn mật độ dân cư trong khu vực phong tỏa, tránh lây nhiễm trong khu phong tỏa. Khẩn trương chuẩn bị đầy đủ 20.000 giường và sẵn sàng lên 30.000 giường cho các cơ sở thu dung, chăm sóc điều trị, theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế, bảo đảm đủ oxy, trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị và nhân lực y tế cho các cơ sở y tế tại tất cả các tầng, nâng cao năng lực điều trị người nhiễm COVID-19 ngay từ tầng 1 để giảm tải cho tầng 2, tầng 3, đồng thời tiếp tục đảm bảo việc tiếp nhận, điều trị các bệnh khác kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục đầu tư, củng cố nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở, trọng tâm là các trạm y tế xã, phường, thị trấn.